Mẹ xuống bây giờ bà cô mà bà nội nha, bà về bà chuyển ngay cái đứa này cho nó trở về với mẫu, còn nếu nó không căng không có chuyển, nên là ta nhận cái lệnh của mẹ mẫu, ta xuống thì chuyển cho nó tu nó, chứ không phải như không đâu. Còn trong cái tâm chi của mình nha, nếu mà ví dụ như cô đi 10 anh em đi, mà bây giờ trong của quyền mình tu đắc đạo dương định của cha, ông phải về ông chuyển cái đứa đó, nó có căn chuyển ngay cái đứa đó cho nó tu đặng nó về. Nói cho rõ nguồn gốc. Nói không khóc. Nhưng mà bây giờ tôi nói ra đừng có giận, đừng có buồn, thì tôi mới nói. Phật tổ nói một loài cây họ ở trên thiên đình, xuống trần gian này là đài, một cái bông cũng ở trên cũng là một vị thiên linh, một cái linh này. Nhưng mà Phật nói là người này ở trên thiên đình là một loài cỏ dại nha, xuống trần gian thì không ai nhìn nhận, nhưng bây giờ lọt vào cái gia đình này thì cũng như là mượn cái bụng đi chung gia đó. Thì bây giờ biết mình gì là gán tu không gì hết, tôi nói đúng thì nói, không thì trả lời. Tôi trở về tộc họ này bởi vì lời giái năm xưa thôi. 500 năm trước, vốn là Nguyễn Hoàng Mộc Nhi, con của một nghề thầy Pháp, là con gái thứ ba trong gia đình, gồm có 7, Tôi 7 đây người tôi con. coi là tôi coi cái hồn tiên nó chảnh xuống, tôi coi từ ở trên xuống, tôi không coi dưới này. Từ ở trên thiên đình xuống đây là bao nhiêu kiếp làm gì, còn cái xuống đây trần gian này là đầu thai lên con của ông này, đầu thai vô cái gia đình đó là có người là có cha mẹ ông bà của người làm thầy pháp đúng không? Nhưng mà tôi xem ở đây xem từ ở trên đâu, nguồn gốc từ đâu xuống đó, là xuống đây thì bao nhiêu kiếp thì tôi chưa có xem cái đó, rồi xuống đây bao nhiêu kiếp đầu thai vô cái nhà nào đó là tôi chưa có coi, coi chỉ là từ ở trên nguồn gốc nào xuống thôi nha, rồi từ từ tôi mới nói. Nói hết đi rồi tôi giải cứu cho à. Có cây giờ sau này cái cơ hội này mình cũng được giữ Mình họ cũng gì trở về mà thiên đình chứ, cố gắng mình lên, đã trên thiên đình xuống mà đâu phải mình với trần gian này. Một cái cố băm gắng lên. cũng một cái băm cũng một cái gì cũng là trên thiên đình xuống là mình cũng ngon hơn với trần gian này. Người ta dưới đây, nhưng mà xuống dưới đây đó, xuống trần gian này không phải là nói một kiếp hai kiếp, mà xuống cũng rất là nhiều kiếp. Khi mình xuống đây nam có nữ có, rồi mình đầu thai lên cái gia đình này thì gia đình kia mình chuyển lên xuống, chứ không phải mới xuống đây đâu mà có một cái gia đình này đúng không? Mình xuống đây là nói là vô lượng kiếp mà chưa được quay về đó, thì bây giờ mà chốt rồi đó là mình phải quay về. Xuống đây đó, xuống dưới trần gian này đó là cũng vô phước, cũng nhiều kiếp vừa qua nó cũng đầu thai lên chỗ là không có tu, nên là ở trên không có bắt tội nó, tức như là một loài cỏ ở trên thiên đình, nên là không phải là chúng,
nên là không có bắt tội nhân xuống đây vô phút đầu thai, nên nhiều kiếp cũng gặp gia đình không có tu, kiếp này cũng không gặp gia đình không có tu, kiếp nha nhiều kiếp, kiếp này còn lận đận nữa nè, thấy không? Trong cái của quyền của cái tông chi họ Nguyễn đó, cái người mà nào mà về sát đó, nói lúc ban đầu là đúng, là cũng như là không phải trong cái tông chi tập họ này bị dĩa trên xuống nè, nhưng mà nhiều kiếp thì sanh ra cái nhà này họ Nguyễn thì mình cũng phải mang họ Nguyễn, sanh cái ra cái nhà họ Trần mình phải mang họ Trần, tất nhiên mình xuống trần gian này rồi mình phải lấy cái họ cha này, là phải có họ, có họ, có hàng, có tông chi, ai cũng ở trên xuống hết trơn. Nhưng mà nói vậy là không có đúng, nói là không có trong tông chi là không có đúng, không có nắm được cái từ ở trên mà xuống đó, có nghĩa là mình ở trên đó là mình không có tâm chi tập họ dưới đây, nhưng mình xuống đầu thai sanh ra là mình phải nằm trong cái dòng giống họ đó, và bao nhiêu kiếp đâu phải xuống một kiếp này đâu, rồi nên là hiện bây giờ nó cũng vô phước, nhưng mà được cái giống kim chi ngọc điệp ở chảnh đỡ cái đó, tuy rằng một lời có dạy nhưng vẫn là cũng ở trên thiên đình chứ không phải người phàm, không phải lời thú mà chuyển cũng còn được, nên là cũng được cha mẹ trên ân xá đó, nhưng mà xuống đây là lặng đặng lao đao, không có được sung sướng như người ta. Bây giờ kiếp này nó nhất quyết tu đi đặng về, danh lợi bỏ hết, kệ ta cho không cho không, không cần thiết. Bây giờ biết nhất tâm tu, tâm không trở lại tâm không, ta trở về liền, trở về thiên đình. Tôi nhìn cái mặt ngay cô coi, hồi nãy ai muốn về nói đó, cứ về nói đi, tôi cho phép cứ về nói. Nói là cái ở trển mình xuống như đây đó, mình xuống là mấy cái gia đình kiếp trước, bao nhiêu kiếp kiếp làm gì? Thật ra cái người mà được gửi, con gửi chính là dì ruột của con. Khi trước dì ruột con với Dụ Chính kết hôn với nhau 4 tháng nhưng lại có bầu 3 tháng. Do Phật Thất Thổ Tiên Ông và tất cả các vị tiên ông đều không chấp nhận, bởi vì khi hai đại tự ở trần ở chuồng ra khỏi nhà, như vậy họ không chấp nhận cho đầu thai vào tập của họ, bởi vì danh giả. Thì khi đó dì Chính lại bị chính dì chị ruột của mình là dì Ba nặng nhẹ rằng là đã mang thai trước khi kết hôn, và cuối cùng là dì Chính đã tự trăng và đứa trẻ đó đã không còn. Dì Chính tuyệt vọng và chỉ là một cái thai nhi bình thường nên dì Chính đặt không đặt tên. Trên cửu quyền mới đặt tên là Trần Nguyễn Bảo Châu. Và khi đó sau khi xong thì lại là mới là trở về với mẹ con, là cái câu chuyện lúc nãy con kể cho cô nghe đó, trở về với mẹ con sau đó thì sanh con ra, mới đặt tên ở trong gia phả của Huyền, mới đặt tên là Nguyễn Mai Vĩnh An chứ không phải là Nguyễn Thị Cẩm Giang. Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm của con là thầy Trần Minh Trạm mới đặt tên là Nguyễn Thị Cẩm Giang, nếu không đồng ý thì sẽ không cho đi học và không có những cái quyền lợi của con người nữa, nên tập họ bắt buộc phải theo cái quy trình đó và cho con được đến trường. Sao thầy gì ngộ vậy? Con cũng không hiểu luôn. Người ta cha mẹ ta đặt cái gì tên xấu tên tốt gì cũng tên ta, chắc ông thầy cũng đặt lại ngộ nữa. cái chuyện này hủ hi hủ thiệt đó. Con cũng không biết nữa rồi. Quay đi. Rồi khi đến cái lúc mà con đi cắt tang á, thì lúc đó là ổng mới hẹn với con là mùng 3 Tết lên cắt tang cho ngoại này kia kia nọ, 2 năm sau là ngoại sẽ mất này kia kia nọ, vào như thế này thế nọ thế kia. Thì khi đó con mới thắc mắc và hỏi, ủa sao thầy, tại sao ở nhà thì lại là tên khác mà thầy lại kêu em lại là một cái tên khác? Thì ổng nói là thầy là Thái Tử Thiên Tập mà. Thầy vốn là Thái Tử Thiên Tập, là thầy giáo dạy học á ha. Dạ, thầy vốn là Thái Tử Thiên Tập và hiện tại thầy vậy chính, là thầy giáo này cũng tâm linh luôn. Thầy chính là người đã đuổi em ra khỏi tập họ 3 lần trước ở trần ở trường ra đi, và lần này cũng như thế. Em vốn là người không hề có dương thọ, dương thọ là thầy cho, tên là thầy Đạt. Ông thầy này cũng tâm linh rồi nha. Ông thầy này giờ còn không? Dạ vẫn còn. Ông vợ già gì hôn chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Và ông ấy nói rằng con chính là em gái ruột của ông. À rồi. Nhưng
ông không chấp nhận nên là đẩy xuống cho dưới này làm gì làm. Ông này cô cũng không hiểu ông này đó, nhưng mà ở trên cho cô biết, con ở trên thiên đình là một loài cỏ, một loài cỏ mà mọc ở trên thiên đình, cũng như mỗi người có cái bông, bông này bông kia bông nọ cũng có xuống trần luôn nha. Ví dụ cái người này tiền kiếp chẳng là cái bông xuống trần, cái bông sen hoặc bông bông này bông kia, nói chung là các bông. Dạ. Đó thì trên nói cho con cô biết là ở trên thiên đình một loài cỏ, ở trên thiên đình mà bên cái cung của cha, loài cỏ mọc bên cung của cha nó gần luôn, nên xuống trần gian này là không có cái gì hết, đời nào sanh ra đời nào cũng như vậy thôi. Sinh ra nói nhiều vậy đó, tuổi lên ba. Ừ, để cho anh nói vậy cô biết nhiều đó. Rồi bây giờ nè, xuống đây bao nhiêu kiếp làm cái gì để cô coi tiếp tục. Hồi nãy cô xem là từ ở trên xuống, là ở trên là cái gì mà xuống dưới này? Dạ. Là loài cỏ. Bây giờ cô mới hỏi là xuống dưới này là bao nhiêu kiếp ngang? Nhưng bất hạnh là đầu thai vô gia đình không có tu, không có chung bản thân nó là làm thiện. Thiền và vô tư sống đến ngày hôm nay. Bây giờ quay đầu đi, để về đó nha. Anh Trinh nói á, là con đó, là một cái loài cỏ xuống trần gian này, bản thân á, thiền không biết gì tranh đua dai, nhưng mà không có cái phước để mà vô cái gia đình giàu có hoặc là vô cái gia đình tu hành. Nhưng mà bản thân con ai tu không tu thì cãi con, cái tâm vẫn hiền mới được cái màn chót này, mới đến gặp cô đây á, đậu mà. Bây giờ mình trở lại mình tu đi, tâm không đi, của cải không quan trọng. Bây giờ ai cho không cho cũng không cần, có cho thì lấy để ăn để sống tôi, còn không cho thì tôi cũng vẫn tu được. Đang trở lại nha, chứ không tôi lời xuống dưới này là mạng này không có lỡ gì luôn á. Mạng này đang về đó, mà biết tu rồi về chỉnh, cha sẽ cho mình trở lại làm tiên đó, tiên nữ nha. Bây giờ mình xuống đây mình tu đi, khi mà mạt pháp thì rồi trở lại về thiên đình là mình được thành tiên. Công phu của mình á, cũng như mình xuống dưới đây đó, bây giờ đó là mình tu, là khi mình trở về trên cái cảnh giới đó là mình được thành tiên, tiểu tiên cũng được, còn hơn mình sống dưới trần gian này. Con muốn hỏi là tập họ hiện tại của con có tu hành? Bây giờ cô nói với con nghe, không cần tập họ nữa, mình là một ở trên xuống rồi, chỉ mượn cái bụng để chung ra kiếp này kiếp kia kiếp nọ, chỉ mượn cái bụng chung ra thôi đó. Bây giờ mình tu đi, mình trở về cái vị trí của mình, còn với trần gian này kệ người ta, tộc họ tâm chi gì kệ người ta, ta tu được thì ta nhờ, mình lo thân mình, mình trở về với cha với mẹ thôi, nói gì đó nó. Bây giờ hai con nhất quyết con tu đi, tâm thanh tịnh niệm Phật hằng ngày, giờ nguyện với cha trời mẹ đất, tiền kiếp con biết cái gì, giờ con quyết chí con tu để con trở về cái vị trí của con ở trên thôi. Còn dưới này trần gian hai danh lợi tiền tài vậy đó thì kệ người ta. Còn người nào nãy trong cái muốn về mà nãy khóc á, nói đi về đi, tôi cho phép về nói đi. Ừ. Nãy người nào mà thấy khóc đó, ừ. Thực sự thì con rất là tủi cho cái snip rất là nhiều. Thì có rất là nhiều thứ nó không phải là con muốn danh lợi cho cái xác hay là như thế này thế nọ, nhưng mà con chỉ muốn cho trên phận dưới hòa trong ấm hòa. Cái bây giờ mình muốn không, ông Phật có muốn còn không được con. Ông Phật nếu ông dạy mà chúng sanh mà nghe lời tu hết thì chúng sanh đâu có khổ, con thấy không? Người nghe người không, người phát tâm người không phát tâm, mình làm sao mình điều khiển mình muốn được. Nếu mình muốn được thì công phu tu tập dữ lắm luôn mới được.
con cảm thấy đau lòng khi mà tất cả phải bức xé lẫn nhau đấu đá. Ừ. Cái đó người là nói thật với nhau. Ừ. Thực sự là con là con biết không? Nếu mà con muốn cảm hóa được cái người đó, cái gia đình, con phải tu công đức con đầy đủ thì con mới cảm hóa được người ta. Thật sự con mềm tới đâu đi chăng nữa thì con không được ghi công đức. Ừ, không có ghi kệ. Mình cứ là bây giờ á, là để cô nói, đã cô nói rồi, con xuống đây chứ mượn cái bụng chung chung ra thôi. Không có cái gì lại chân á. Bây giờ mình màng chót mình tu đâu mình về thôi. Nó bao nhiêu kiếp cũng vậy vậy đó. Mình muốn gì cũng không được hết á. Bây giờ mình thấy trong anh em á, là dòng họ mình xào xáo, mình muốn cho là ăn ổn đi nha, mà không có được. Thì mỗi người mỗi căn mỗi nghiệp mỗi quả, người ta gây thì tự người ta xào xáo với nhau, mình lo thân mình. Bây giờ cái màn này mà con muốn được cảm hóa những cái người đó là con phải tu tập công đức đầy đủ, năng lực có đầy đủ, con nói tao mới nghe nói gì đó. Chứ mình nói coi em đang nghe đâu. Nhưng con không hiểu là tại sao trong quan hôn tam tế con lại có thể điều khiển tất cả mọi người. Nhưng mà ngày bình thường con nói chả có ai nghe hết. Con chẳng hiểu là cái chỗ đó. Và trong khi quan hôn tam tế thì chủ quyền cho tất cả mọi người đều hỏi ý con từ việc nhỏ nhất. Con cũng chẳng hiểu là tại sao. Còn bình thường ngoài họ nói mà nghe. Bình thường thì cứ chỉ nó hồi nãy thì cái nội là ở trên cho con, là cho cô biết. Để xuống đây 1000 năm rồi đó, nhưng mà 1000 năm mà con tâm vẫn hiền, vẫn hiền, vẫn làm việc thiện, không có làm giả, mà sanh vào cái gia đình bất an bất ổn, không có tu thân, chứ bản thân của con nên có cái năng lực đó cho con được chút xíu đó thôi. Mọi người nói rằng khi mà đến với con thì cho dù có nóng đến cỡ nào mà chỉ là một hai câu nói của con nó sẽ dịu mát. Ừ, đó nhưng con được cái đó đó. Buồn thôi. Bởi vì trăm là 1000 năm nhưng mà nó không có làm cái gì cả thầu. Bởi vì một lời cõi xuống đây là kiếp vô tư. Vô tư, cái tâm vô tư hiền. Rồi cái đó là cái chuyện chuyển xuống hoài, lên xuống hoài, chứ là tâm hiền, tâm được. Nên là chứng được một chỗ là cái tâm con đó. Nên bây giờ con có một cái lực đó thôi. Đó, bây giờ con tu đó là con về. Con tu là con về luôn đó. Bây giờ quay đầu mình tu đi cậy đó. Bây giờ cái gì mình đáng nói thì nói thôi kệ, ai làm. Còn gì con rời khỏi tam giới chúng sanh là sao con? Chị nói tâm không có, ai nói gì không có. Con cứ tu đi, nếu có cô đền. Tam giới chúng sanh là có nghĩa trong cái của quyền nó cũng biết được một chút phần nào, chứ chưa biết rõ như cơ, là có nghĩa là con là một cỏ, là cỏ xuống đây là không có trong cái chúng sanh. Không có trong cái lời chúng sanh, nên là cõi tam giới đã cho nói là loài cỏ 1000 năm ở trên thiên đình, nên là mình đâu có sát nhập với chúng sanh được. Mình là một loài cỏ mà, nhưng mình xuống đây mình mới sanh ra cái xác phàm, nhưng mà trong 1000 năm con vẫn hiền lương, con sanh ra người phàm, xuống đây mang xác thịt người phàm, nhưng linh hồn của con ở trên là một loài cỏ, hiểu chưa? Là hiền vô tư, không có tính cái gì hết, nên là mới được cái ngày nay. Được gặp đây là có Phật với cha đó, biết cái nguồn gốc của con để con tu được, con trở về đó. Nên là người ta mới coi được một phần nhỏ thôi, ta không biết được là bao nhiêu ngàn năm ở trên là cái gì. Nên người ta nói con là gì đó, tam giới gì đó. Không có trong tam giới. Không có trong tam giới chúng sanh là đúng rồi. Bị gì là cỏ mà. Con đi chơi nó gì lúc nó nói nó khùng. Nó khùng theo. Chỉ có cô là mấy cô ra thôi. Nó còn khùng không chịu luôn. Nha. Bởi vì cái người đó chỉ biết là nó không có tam giới chúng sanh đâu, chứ không có biết được tới cái là 1000 năm trước ở trên đó là cái gì. Tại vì là ta biết được cái khúc đó thôi. Người ta nói là con là không có tam giới chúng sanh là đúng. Đó, bây giờ con là một loài cỏ, một loài hoa, một loài hoa trên thiên đình đi, một loài cỏ thơm đi. Thì bây giờ con xuống đây thì tất nhiên giờ con tu đang con về. Đúng rồi, cái người đó cái trong cái của quyền về đó, nó cũng đúng một phần đó là đúng, nhưng mà không có thấy sâu hơn nữa. Nam hay nữ? Nữ. Nó chính là nữ. Nữ. Đúng rồi, loài cỏ xuống đây nè, sanh nam nữ vậy, chẳng là một loài cỏ. Dạ. Một loài cỏ thơm, một loài hoa thơm. Nói là vừa cái người về thận bên nãy là nam hay nữ? Không. Của bên của quyền. Cô không biết nữa, nãy nó mới cấp nghe mắt ngồi hỏi đây rồi đâu biết. Dạ. Nhưng mà cái người trong cái của quyền nói là đúng, là không có tam giới chúng sanh, nó không có nằm trong tam giới chúng sanh,
là tức như là không phải là con người mà từ ở trên tiên mà xuống đây, là có nghĩa là một là hoa dại, một là hoa thơm, một là cỏ thơm của trên thiên đình quý lắm chứ đâu phải như dưới này. Nên là xuống đây vô tư, cũng không biết buồn, cũng không biết gì, nên là còn mãi đến ngày hôm nay mới được gặp để trở về đó. Cũng cha cũng chiếu cố đó. Hiểu chưa? Rồi bây giờ hen là trong cái củ quyền, trong cái thân tộc con đừng màng tới. Bây giờ ai biết tới mình thì mình trả lời nha. Còn không ai biết thì thôi kệ. Trong củ quyền kêu con là nếu như mà trong công chi củ quyền người ta cần người ta sẽ lên tiếng. Còn người ta không cần thì thôi. Chuyện củ quyền con không được phép nhúng tay, chỉ được phép ăn học. Rồi đúng hành. Và học công ngôn dung hạnh thôi. Đúng rồi đó. Bây giờ con hãy lo bản thân mình, tu tập hiền lương, tâm từ bi, rồi vô tư, đừng suy nghĩ gì hết, danh lợi tiền tài gì hết. Nó là con gán tu là được trở về. Khi mà nói rằng là 27 tuổi con ở trần ở chuồng rời khỏi gia đình, là trên củ quyền có cầu khẩn ơn trên á, là tới gần tháng 7 4 ngày là cho con về đi. Chừng nào mày ở chuồng chuồng qua đây cô nuôi. Cô nói không có, bây giờ con tu đi hen, nếu mà có chặn chuồng ra đi là lại qua đây cô nuôi. Con cứ tu đi, đừng ai nói chia của gì không màng, tôi không có cần. Nên, ví dụ nói để tôi chia, mẹ nó không cần. Con cứ nói một câu tôi không cần, tôi chỉ có ngày hai bữa cơm là được rồi, con tu đi. Nếu có chặn chuồng ra đi qua đây cô nuôi. Rồi qua đây tôi nuôi mày tu. Để như nói nhỏ gì cho Vinh nói tháng 9 chết. Tôi nói con về đi, con cứ tu y như cô dạy đi, tháng 9 mày chết, tao chết thế cho. Đó bữa nay tháng 10 lên đó, bấm á. Còn hen con cứ y như lời cô nói, dù con gì hen tâm buông ra. Tiền bạc gì cũng không nghĩ, ai cho thì lấy ăn để tu, còn không cho thì thôi. Cũng không đòi, không hỏi, không xin nha. Nói rồi là cái tâm con rất là bình thản, nhưng mà khi mà đụng chuyện thì con rất là khóc. Con cảm thấy rất là đau lòng trước cái hoàn cảnh đó. Bây giờ con đừng đau, đừng buồn, buông hết những hờn giận, những sân si, những đau khổ, buông hết. Vậy được rồi, tất chị đi. Đây, ông để tao nói, ông chừng nào tao nói hết rồi tao nói tới mày khỏi ra nhìn, tao nhìn nó luôn. Để cô nói nó rồi xong cô nói tới con khỏi lo. Nhìn tới đâu tao nói tới đó. Con cứ y như lời cô nha. Tâm buông ra, không giận cũng không quan tâm tới chuyện gì, chỉ quan tâm tới là tu. Tâm là buông bỏ, chống chảy, thanh thản. Tiền thì cũng không cần, cho thì lấy không cho thôi. Cơm thì ngày hai bữa, chỉ biết công phu niệm Phật, tu hành tinh tấn để sau này trở về. Màn này là con trở về đó. Ngang gán tu 1000 năm xuống trần rất là hiền, không có biết gì hết, không có tính cái gì chân hết. Bởi vì là cỏ mà ta vô tư mà ta đi chơi không à. Nên là bây giờ khiến vô cái gia đình này đình kia nhỏ lum chân hen. Vậy nó cho cái tâm con thử thách, cho cái tâm con định lại nha. Buông đi, bây giờ mình cũng có nhà, cũng có chỗ ăn, chỗ ngủ hen. Rồi cứ vô tư, cứ niệm Phật. Bây giờ còn rồi giờ làm gì, có giờ có làm gì không? Dạ không. Ở nhà con định đi làm, nhưng mà trong phủ quyền người ta không cho. Bây giờ ở nhà được, cứ tu sáng tại công phu khi, chiều công phu. Tại vì khi trong phủ quyền người ta nói là bản thân con là không có trong tâm chi phủ quyền. Rồi đi ra khỏi phủ quyền là những cái dâm linh không có tốt này kia đủ thứ đi bám theo, rồi cái thần thức đủ thứ nhiều chuyện xảy ra quá, nên phủ quyền người ta không muốn cho đi. Vậy đúng rồi. Thậm chí thì bây giờ dù là anh họ đó, nhưng mà ra nói chuyện với ảnh một hai câu mà ảnh khóc đầu con, là tự nhiên ta lâu con đi vô nhà đóng cửa lại, ông muốn làm gì ông làm, đừng nói tao tôi thôi. Thì đó, như vậy thì bây giờ con cứ đừng quan tâm nhé, con cứ ăn rồi cúng lại công phu làm việc nhà, vậy là xong, đừng suy nghĩ nhiều chứ. Nghe là y như cô đi, nếu 27 làm y như là cô nói ha, mà nếu 27 tuổi mà ở trần chuồng đi thì qua đây. Dạ. Cô bảo đảm con mà con phải tu nha. Dạ. Phải tu, phải cái tâm định lại để không có định cái tâm rồi bên kia nó dắt mình đi. Cô ơi, mọi người nói là trong tâm chi của quyền không có theo con, nhưng mà một số bên nội con hồi lúc nãy thì nói vẫn có người theo con, trong của quyền nội ngoại đều cắt người đi theo con. Nhưng mà có một số anh rể của anh họ con á,
thì anh là nói là mình là người ở trong cửu quyền, nắm sổ sách trong cửu quyền, và anh này là luyện bùa thiên linh, bùa lỗ ban. Thì anh này nói là trong tông chi cửu quyền là không ai theo con hết, nhưng mà trong nội ngoại thì người ta nói vẫn tắt mọi người theo con. Con giờ con không biết ai đúng ai sai luôn. Bây giờ con đừng nghĩ ai theo hết, tôi là tôi, không ai theo tôi. Con cứ nói là Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Đức Thầy, con là con biết là con biết, con là con không cần ai theo con chỉ biết tu để con về với cha mẹ. Con chỉ nhất tâm trong lòng như vậy, chứ không mấy mạng này nó lâu hết. Nè, tả đạo bàn môn tài phép đa đơn, thiên ma thiên binh là quỷ dương ma dương đều đầy đủ. Nó chờ con sơ hở một cái là nó vô liền. Mình phải trở lại cái tâm khâm của mình, rồi vậy là mình niệm Phật chí quyết, việc gì cũng không buồn, không suy nghĩ. Đó, ngày hai bữa cơm no đầy đủ rồi. Con nghe lời cô y như vậy ha, mà con mà không nghe lời cô thì 27 tuổi con coi chừng con đi ra đường là nó làm bùa đó, nó làm cho con lang thang ở chuồng ở chằng đó. Con phải, mình phải giữ cái tâm mình thanh tịnh là mình nó thoát được cái đó, không thôi nó làm. Bây giờ bên kia là con biết không, bây giờ nó xuống đầy á, nếu tâm mình không vững thì nó có thể nó làm. Mà làm y như cô ha, tâm thanh tịnh cúng lại hai tài niệm Phật chí tâm, tâm cái trong cái đầu buông ra, không suy nghĩ. Bây giờ không có thương ai, dù trong cái tăng tập chị cậu gì cô bác đó, tự người ta đấu đá nhau cả người ta. Cho nên mỗi người mỗi số, mỗi phận mỗi nghiệp, ta đấu đá nhau tại mình thanh tịnh là mình tu làm được về. Còn con mà săn lên cái này nó vô đó, nó vô nó khi điều khiển con đi chằn chuồng đó. Bởi con phải gán y như là câu dạy hang, tâm thanh tịnh cúng lại ngày hai thời niệm Phật đi đứng nằm ngồi đó là không. Cô ơi, cho con hỏi về chị hai đứa con. Là lúc trước đó là trong cửu quyền có nói như thế này, là vì con có ép buộc con lập gia đình nhưng mà trong cửu quyền người ta không đồng ý, thì dì ba mới nói là kia nọ, thì cửu quyền người ta nói nếu tiếp tục nói thì đến một ngày nào đó toàn bộ những lời nói đó, toàn bộ trong gánh họ phải gánh hết toàn bộ luôn. Vì đã nhiều lần cản ngăn không được. Rồi đó là bà mới nói là bà lột quần lột áo con, thực sự là bà có lột quần lột áo con ở trong trường thiệt. Thì khi vừa xong đâu 3-4 ngày sau con từ ở nhà mẹ con về, thì con mới phát hiện ra cái cảnh đó là chị dùng cậu mợ lợi cái phần thờ cửu quyền là tụt quần tụt áo ra hết trơn luôn. Và đến cho đến thời điểm này là người chị hai của con ở trong cửu thờ là cứ 14-15 cứ vô trong mùng là cứ ở chẳng ở chuồng biết, không thể nào. Bây giờ cái tụi cô nói này nè, là nói chung đó, là nguyên cái trong cái tâm chi đó, trong cái hiện tại cậu gì cô chú vậy đó, là lọt vô đường tà đạo hết nè. Bởi vì con phải gán dẫn đó. Bản thân người ta mà người ta chưa biết nữa, người ta chưa biết là cái đường tà đạo, ta tưởng đâu là người ta giỏi đó. Rồi xong đó là cứ bị như vậy đó. Nhưng mà khi mà con mà con ở chung đó hoài, con cái lực con không đủ, nhưng khi con bị cuốn lâu theo, con sống chung vậy đó. Nhưng mà khi cái lúc mà khi mà đi lên nhà Hiếu á, thì cái ông này cũng về mặt hàng trong quan, thì ổng mới nói là trong công chi của quyền có gửi con đâu ở mệnh quyền này kia, cũng khuyên chủ con kêu ổng khuyên, thì ổng về ổng kêu con lại 108 lại. Con càng lại thì nhà cửa nó càng tan quan, nó càng quấn lộn, nó càng nói chung là thích dạo nhau chém. Mà con nghĩ lại thì nó nghĩ chém, con càng lại nó càng chém, con cũng không hiểu sao luôn. Con cũng chẳng hiểu sao luôn. Mà con càng lại thì bây giờ là con biết không, bởi vì như vậy mà con đâu có hiểu. Phận sự ai nấy làm, nó đấu đá thì tại nó đấu đá. Cũng như bên kia, con Phật vật chất, con ma thì ma bắt, con quỷ quy diệt nó nằm bên cái con của ma quỷ, thì nó đấu đá cãi nó. Mình nằm bên đây mà mình xen vô là tất nhiên là cùng giữ lên nữa. Con nói như vậy đó. Phật, con mà mỗi lần con niệm Phật con thế này thế nọ hả, là ông anh của con là gần con mà bóp cổ con vậy nè. Con đang ngủ mà ổng chân bóp, mà ổng nhấn mạnh vô mà con hơi bị khó thở, là tự động là trên mình con có một cái luồng ánh sáng mà đánh văng ổng ra luôn, là ổng khóc luôn. Nó trời, ta cũng không biết luôn là tại vì sao mà mỗi lần mà tao rồi lỡ gần mày mà tao khởi cái niệm lên mà tao bóp cổ mày mà hơi khó thở một xíu là tao sẽ tự động nhăn ra, tự động ở trên của mình. Sao một lần có xuống trần không có làm gì tao vô tư vậy đó.
rồi cũng hiền lành, nên là cái màn chót rồi cha cũng cứu giúp anh vậy đó. Nhưng vô tư người ta xuống biết nhiêu kiếp người ta ác, ta giết nỉ nữa, ta làm nó không có biết gì đó. Vô tư vậy, vô tư vậy không đó, nên là đâu có khởi tình gì đó. Vô tư lắm. Vô tư gì xuống trần này đi chơi chơi gì đó chứ vô tư, nên không có tạo tình gì chứ. Bởi vì trong lòng họ rất là ghét, tại vì giết không được, làm cũng không được, mà ý mùa cũng không xong. Có nghĩa là thấy ở trên thiên đình một cái bông là cũng có phép rồi đó. Rồi nó xuống đây nó đầm đâu có gây tội đâu. Nó nói nghe ha, cũng như là nó cũng như là cô nói con ha, cũng như xuống trần này trong sạch, không có làm gì chứ. Một cái bông ở trên thiên đình nó cũng có phép nữa, một cái cỏ cũng có phép nữa. Bây giờ con bẻ cái nhánh lá ở trên thiên đình cũng có phép luôn á, nên là nó vô tư, phép nó vẫn còn trong mình của nó, vô tư không có làm gì tội lỗi gì chứ, cứ vô tư vô hoài hoài với này hoài vậy. Bây giờ tao đang về đó, gặp cô đang là tao đang về đó. Bây giờ hen con cha trường rồi hen. Rồi con cúng lại ngày hai thời. Trong củ quyền bên họ nói là cứ hai, nếu như mà chết trước 22 tuổi thì thôi, còn nếu mà 22 tuổi là bắt buộc phải ăn chay cho đến chết. Chứ quay lại mặt không được. Bước 22 tuổi là cứ ăn chay cho đến chết. Rồi con ăn 22 tuổi tới giờ đó hen. Bây giờ mình ăn luôn, mình ăn hoài để mình chuyển lên về chảnh. Đấu đá thì cãi người ta, mình không có xen vô, cãi mình cứ lo thân bằng. Bây giờ màn này thân ai nấy lo mà, đâu có lo cha được. Chỉ ông Phật ông lo còn chưa được, con thấy không? Ông Phật thì thương chúng sanh, lo cho chúng sanh đó, mà còn lo không hết đó. Lo có đứa này tu, đứa kia nó không tu đó. Còn mình thì bây giờ mình là người phàm xác thịt thì mình lo thân mình cho trọn vẹn đi, để sau mình về được rồi đó. Khi ở trong thầy cũng nói, khi mình tu đắc đạo mình mới trở lại cứu giới chúng sanh được, mình chưa đắc đạo mình nói đâu ai nghe đâu cứu. Nên là bây giờ con gắng tu để con trở về. Vậy là tại vì con có được cái năng lượng đó trong quan, năng lượng đó đó. Xuống đây ngàn năm mà không có làm gì có tội chứ. Cái năng lượng đó nó còn. Còn mày làm tội là mất liền, mất năng lượng. Hiền lượng vô tư vậy đó, cứ vô tư vậy đó, ai làm. Bây giờ con vậy đi, bây giờ con gán về cúng lại hai thời, ăn chay niệm Phật, đi đứng nằm ngồi sao chữ Di Đà, tâm buông bỏ những gì suy nghĩ cho ai, không suy nghĩ gì hết đó, vậy đó là ăn nhàn. Bây giờ mình có cũng có cái chỗ, cái chỗ một phủ thờ rồi, để mình ở đó thì mình cũng tu. Ai nói gì nói kệ, nhưng mà trong phủ thờ đó người ta không cho con về nhà mẹ được. Không về thôi cũng đâu có sao. Mẹ gần đó không? Cách con cái nhà. Cách cái nhà thì mẹ con nhớ mẹ con qua không? Mẹ con mất rồi nhưng mà mất rồi hả? Dạ mẹ con mất khi mà con 8 tuổi xong mới về, người ta nói con là Vậy hả? Đi dùng phủ quyền đó. Vậy là mẹ con mất rồi. Dạ. Cái không người có đó, sao? Dạ cái người con tâm tình về nhà cũng được. Người ta nói là người ta là hổ tiên ông, trấn giữ của một tộc, và họ nhận con làm con gái. Con vốn là công chúa của Nguyễn Tộc. Công chúa của dân tộc, của người bộ tộc hả? Bộ tộc đó ha. Con hiện tại con là công chúa trong tộc Nguyễn, họ Nguyễn. Trong cái xuống trần này đó ha. Dạ, mặc dù là không được nhìn nhận, nhưng mà tiên âm với khổ tiên âm là người chấm giữ của tộc này, họ đã nhận con là con gái. Và họ nói rằng là họ không thể nào xoay chuyển được cho cái tộc này. Vì họ chỉ bây giờ cố gắng để mà giúp cho cái tộc là niệm Phật tu hành thôi, giúp được đứa nào thì giúp, không giúp được thì thôi, chứ bây giờ không có giúp được nữa. Thì bây giờ cô nói như vậy quá rõ rồi, cô con gắng làm đi. Dạ. Mẹ mình mất rồi thì nhà kế bên, giờ mình ở bên cái chỗ là phủ thờ đó thì mình cũng dẫn giá mẹ được như thường, có gì đâu. Dạ. Cũng dẫn tu, cũng dẫn giá của quyền thất tổ được luôn, trong tâm mình thôi. Phật là chứng nơi tâm, cho tâm con có là có Phật. Còn cái con khỏi là bề ngoài cỡ ai làm. Cũng như bây giờ ai đấu đá, ai tranh đua gì cậy, mình chỉ ngày hai bữa cơm rồi cúng lại, vậy đó là được rồi. Còn mẹ mình mất rồi thì nhà cái bên thì mình cũng bên đây mình cũng cầu nguyện cũng được. Nó bây giờ chủ yếu, một cái chủ yếu quan trọng nhất là con phải tu. Đừng suy nghĩ, đừng những gì để trong đầu mình cho nó trống trải,
trở lại cái tâm không là con được về liền. Rồi á, còn nếu mà con suy nghĩ hay con là tiền não hay là này kia là bên kia nó vô đó. Nó vô là nó lôi cuốn luôn là con không được về. Nó vậy đó. Bây con phải định cái tâm. Bạn tay mà đây coi. Ai cũng nói là đem coi. Dạ. Coi bàn tay mà coi. Nói gì đang dạ. Chắc đây. Trên trong vũ huyền nói là trên trong trời dưới đất là chỉ có cái bàn tay của con là như thế này thôi. Ừ, đúng rồi. Xuống 1000 năm vẫn hiền lương nhân á. Dạ. Vẫn cũng biết tu. Ai làm. Nên là nhờ cái năng lượng đó mà bây giờ bên kia nó mới sợ. Chứ không có là tiêu đời. Trong vũ huyền nói trên tam giới chúng sanh chỉ có một cái tay này thôi. Có ai mà được 1000 năm mà vô tư không? Không có. Nhưng mà nhỏ này có. Nên là cái chân linh của nó vẫn còn được cái năng lượng đó. Nhà chấp bằng tay nè. Chứ nếu xuống đây mà làm tội là tiêu hết rồi. Không còn. Mất cái linh căn luôn. Nhà người ta nói nè. Cũng xuống đây rất là nhiều kiếp cũng tu không. Rất nhiều kiếp xuống đây là tu không. Tu mà hiền lương không nha. Nhà mày thấy mình cao của cô không? Nhớ niềm chút. Mình làm gì mày gặp mày sợ. Con không có sợ cô. Ừ nè. Hang. Cái bàn tay của nó nè. Tu rất nhiều kiếp. Tuy rằng một loài cỏ qua dại ở trên sân đình của cha. Nhưng xuống đây tu không. Mới được cái chân linh đó, đó. Được cái chân linh bây giờ người ta mới sợ nó. Sợ để trong cái vô vi sợ nó. Ừ. Xuống tu nhiều kiếp quá mà chưa được về nè. Nên kiếp này chuyển được gặp cô đang về đó. Tu rất nhiều kiếp luôn nha. 1000 năm chú có thể tu chắc cũng được 800-500 kiếp. 500 năm. 500 năm không tu chứ 500 năm tu. Bây giờ ta có hai cái thạch ở giữa, một cái thạch ở giữa bên đây, một cái thạch ở giữa. Nói nhiều thì tiếp tu đó. Mà nó là được cái chữ Phật. Chữ trong bàn tay nó có cái chữ Phật. Chữ Phật luôn hả? Ừ. Đúng không? Ừ. Chỉ dạng. Thầy, thầy giáo con có đưa cho con cái nè sen màu đỏ để bảo vệ chấm luôn mà. Này dính vậy? Ừ? Chai hai này dính. Dính gì vậy? Ừ. Bé này nó có hai vòng hai luôn. Hai bàn tay nó có giống nhau. Đó là chữ Phật. Sao mình nóng hổi à? Từ nhỏ tới lớn con là nhiều dấu hiệu Phật đó là mình có nhiều thông tu. Còn cái đó gọi là thần dạng. Còn cái này mình gọi là chỉ Phật thôi. Chỉ Phật tiện ứng thôi cho mình biết cái nguồn gốc mình thôi. Nhưng mà nó có cái chữ Phật chứ không phải là chữ thập. Cái chữ Phật. Bởi vì nhờ gì đó. Nhờ cái chân linh nó còn mãi nó không mất. Nên là nó mới được cái phần bên vô vi là mới sợ nó đó. Chứ người phạm ai sợ mày. Rồi cái xác của con với xác rồi không ai sợ em. Nhưng mà sợ về cái chân linh. Nhưng mà bình thường là họ không có sợ. Bình thường thì vẫn chửi con bình thường. Nhưng mà tối qua không con có một câu. Tới đó là cái chân linh của con ra là xuất hiện ra thì người ta mới sợ. Một câu cắm một cánh hoa cũng phải kêu. Cái gì cũng phải kêu. Kêu riết con nó thôi tự làm đi. Con kêu là tự làm thì tự làm. Còn con không kêu mình ngồi đó đợi đi. Mấy người đó về lớn tuổi hết chưa? Dạ, năm mấy, 60 mấy. Dừng sau này mấy người đó qua đời con nắm ở đó giữ. Giữ con nói chung là... Bởi vì ở trên sắp đặt hết à. Dầu cho con không muốn không được mà cái bên kia cũng muốn không được. Thì thật sự khi trong quan hôn đang tới á, thì dì con cứ lên nói chung là khi nhà trai người ta bước sang
thì trong khi đó con chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, mà trong khi đó thì cô này nè lại cứ kêu con là chị tôi ơi làm tôi với con nha, tôi đi gả con bé đó cho tôi đi, gả con bé đó cho tôi đi, trong khi đó con mới có 8 tuổi 20 tuổi mà bắt con phải đi ra ngoài hội đồng dân tộc vậy, mà con chả có biết cái gì luôn á. Thì ra ngoài thường thường người ta trình bày xong rồi thì làm xong rồi bắt tay đi vô. Con không biết mà mấy người lớn ta chửi luôn á, cây cỏ không biết cái gì. Khi mà người ta hỏi nè, tại sao ông không nói, tại sao người lớn đó anh Phật ông không nói, người ta nói là gì, cái người đó ăn ngang nói ngược, ăn đầu á thì lộn đuôi thì lộn đầu, không có ra hệ thống gì hết trơn á, không thích. Mà trong khi đó cái thì cũng hỏi con, thậm chí là đi cưới cho được cái tâm hiền, người ta là cũng có tu mà hiền không à, không làm gì hết, bởi vì vô tư lắm, không có tính danh lợi gì hết á, nhiều kiếp á gì đó, vậy hoài vậy đó, nên là người ta vô tư, người ta không có danh lợi. Con người mình vô tư, không danh không lợi hay không gì đó là hồn tiên mình vẫn. Nhưng mà con không hiểu là tại sao mà những cái người lớn như sư cô đây, như cô gì nè, mà trong khi đi hỏi cưới thì hỏi nhà hàng xóm, hỏi cái chị này là chị họ, cứ lại kêu con á, mày đứng ra hội đồng diễn tập mày làm xui đi. Tôi nói ngàn năm là biết nhiêu tuổi chưa, biết mấy ngàn tuổi, ngàn năm là ngàn tuổi. Con thì phải đi nói này nói kia, mà không phải là nói ừ chúc cho cô dâu trước để này kia kia nọ, dắt tay cô dâu lên ra đưa cho nhà trai người ta đón dâu, còn không con dắt tay ra đưa cho người ta gì đó, không chịu đón dâu, tôi muốn quay đầu hỏi gì còn được. Rồi con xong rồi đó, mà giờ làm như con nghe. Cha niệm Phật cúng lại hiền lành vô tư, đừng suy nghĩ ai đấu đá cỡ người ta, mình cứ tâm niệm Phật, ví dụ mình thấy người ta làm quá mình phải đi chỗ khác đi, mình niệm Phật vô, đừng suy nghĩ, đừng có gì tội nghiệp người này thương người kia, tội nghiệp người ta, tội người ta là nghiệp mình lãnh, nên mình không có được cái độ, mình không có được thanh thản, tâm mình không có thanh tịnh được, không trở về cái tâm không là con về đó nha. Hiểu chưa À, hen con làm y, con làm y như cô nói nha, mà con làm y như cô dạy, mà nếu có 27 tuổi mà có chằn chuột đi ngoài qua đây con nuôi, mà làm y mới được, không y là con bảo đảm nha. Dạ. Dạ tới chị kìa. Rồi, mà nói em chút. Giờ con ăn từ được 3-4 năm nay ha. Dạ. Con nhớ này ăn được lâu chưa? Con cũng được mấy năm rồi. Thì con là căn tiên của bên mẫu xuống trần, căn tiên là tiên ở chảnh á, mà bị phạm lực. Chị này là con là tiên nữ. Tiên nữ mà nằm bên cung của mẫu Diêu Trì á. Dạ. Thì đó tập cặp nữ tứ này. Cặp nữ tứ của cái này. Thì xuống này con nhìn gì? Con nghĩ là con cũng có nhìn gì với nó nữa. Tiên nữ chắc đi tứ hoa, tứ cây nè, tứ kiển đó. Bé này, chị. Nên là nó trốn xuống trận, giờ cũng xuống dây đài xuống gặp nhau nữa. Nói chung là con có hỏi là không trong củ quyền có kỳ thị không, thì ta nói là hai đứa có duyên nhau, chuyện cô làm thì cô biết, tôi chỉ cần biết cô tâm tính hiền lương thôi, cho con cháu tôi chơi chung thôi, chứ tôi không có thôi được, tại vì gia đình của cô bá đạo lắm, đầy đủ các môn phái, không biết làm sao mà lần được. Bởi vì đó nãy cô nói con nó giờ trở lại tâm không, đừng có gì hết, làm mới được. Trong gia đình dòng họ tàn là bùa nhiệt gì đông lên mà xuống những tụm lum chân này. Cái người đó đó mấy cái người đang hiện tại còn cái thân xác phàm đó, ta làm không đúng, chứ không ai là của quyền làm không đúng. Con tổ nào thì trở về con tổ đó đi, gắng cố gắng đi, gắng tu ta cởi anh ta rồi con tu đừng con trở về cái quốc độ của mình. Tâm không, trở lại tâm không, nhớ. Bây giờ mình đâu có đói khát, sợ nhà có hai bữa cơm no bụng là được tự lo tu. Dạ. Không danh không lợi, không gì hết, không tình không tiền, không danh không lợi. Dạ. Bây giờ con đâu có thì dùng cũng cho thôi, mắm ăn muối thì sống qua ngày. Đã cái cách chằng này là giả tạm rồi, bất cứ cái gì trên đời cũng giả tạm rồi. Gắn giả không à, đừng suy nghĩ gì chứ, đừng lo cho người này tội người kia gì, đừng suy nghĩ gì hết. Dạ. Là mỗi người mỗi số phận, mỗi người mỗi nghiệp chướng của người ta thì ta phải đặt trải với nhau. Rằng mình thương chúng sanh, mình lo mình gieo lợi vậy, nhưng mà mình cũng có giúp được đâu, Phật giúp được đâu, Phật giúp không được mình sao mình giúp được. Đó Phật người giúp không được, mà tại vì là người tàn bạo nên là Phật đâu có cứu được, hiền lương tu thì Phật mới cứu. Hả? Còn con heo là bên cái cung của mẫu mà tiên nữ,
nhưng mà con xuống trần này cũng hiền, cũng nhiều kiếp cũng biết tu không, chứ không có cách nào làm ác. Nên là bây giờ cái gốc của mình còn, cái căn tiên mình còn, nên mình nhớ được quay đầu. Chứ nếu mình không tu là mất cái căn tiên, mình không tu là mình xuống này nhiều cái danh lợi tiền tài tình cái nhiếc, từ từ cái bị vô minh che mờ, cái mình không có còn cái là cái gốc tiên mình nữa. Nhưng mà mình xuống đây cũng còn tu, cũng có tu. Bên căn có mẫu, ở nhà có tàu mẫu không? Dạ con định đi hỏi cô Năm Lạnh có gì con dạy con xin tắm thêm mà con. Ở nhà mình thờ Tam Bảo giống như mình đạo Hạo nha. Dạ, mình thờ ba ngôi không ạ? À? Cổ quyền với Tam Bảo dạ, mấy chồng điện nha. Cô Thẩm Thiên với ngôi Tam Bảo. Ừ, thì đạo thầy là gì đó, đạo, nhiều đó. Đạo thầy đó. Đạo thầy là đạo mình chỉ thờ có cổ quyền với Tam Bảo vậy thôi à. Dạ. Nhưng mà không xa. Ví dụ á, ví dụ á Tam Bảo đó, con nguyện con tụng kinh mẫu cũng được, Quan Âm cũng được luôn. Không có gì. Tam là ba. Tam mình cúng 12 giờ. 12 giờ chưa, 12 giờ phi gì cũng được. Mình không cần thờ thêm nữa cũng được. Mình chỉ có cái tâm. Thì lúc mình cúng cái bài của thầy rồi đó, thì mình ngồi nghe Tam Bảo, mình nhìn lên, mình đọc kinh của mẹ cũng được, giái mẹ cũng được, tụng kinh Quan Âm mẫu gì cũng được hết trơn luôn. Chứ không phải có, phải có tượng mới được, không có được, tại vì mình đạo. Mình đọc cái thầy cũng được. Được luôn. Là mình nói là mình tu theo thầy, thì thầy không có cho hình tượng cốt. Tại vì cô đây là cô cũng tu cho thầy, nhưng mà tại vì cô á là làm thầy nên là thờ các ngài này nè, nó thờ các vị này nè, chứ mình tu tại gia mình cần thờ nhiều. Mình thờ Tam Bảo là Trần Địa với thầy đó, dưới của quyền dưới đó, thì mình muốn đọc kinh đó thì mình ngồi ngay Tam Bảo, mình nhìn lên mình đọc. Có mua cái bàn để thứ để đúng kinh đó. 10 18 10 con có cúng mẫu ở nhà mẹ, mẹ ruột con á. Có thằng đó hả? Dạ, ông con ông bữa bà hai bà đặt ra có mờ, bà đặt cái bàn á, tự nhớ mẹ đó. Ừ, đúng rồi. Bởi vì là cũng như cái căn bên mẫu, không có căn mẫu làm gì mà biết cái đó. Chuyển hết trơn liền. Nhưng mà bả cơm nữa. Nói chung là cúng mỗi lần qua mẫu là cúng lôi con đi gì đó. Mỗi lần cúng mẫu là cúng chân lôi con đi chùa đi chị. Thậm chí là cái bà bữa hổm mới đi cúng. Bởi vì cô nhìn ra là cô biết là con bên căn mẫu, nên là cái lòng lúc nào cũng nhớ mẫu, mặc dù không thờ mẫu nhưng con vẫn nhớ. Chỉ vì chuyển mẹ mới chuyển, mới chuyển mới khiến. Dạ, vậy đó. Mẫu đứng trên của quyền danh họ. Chứ người ta không có căn bên mẫu đi, không có thờ mẫu làm gì mà biết cái ngày đó mà đi cúng mà lại. Mẹ chuyển cái căn bên mà, mẹ. Mà cái bà cô hai vô bả nói là nó thương mẫu, nó nhớ mẫu quá, đó là cứ chuyển cho đến cái ngày đó là nó thấy nhức đầu nhức bụng này kia, nó coi được nó cúng. Cũng như cái bà cô đó là cúng dương định của mẫu, bà phải về bà chuyển cho nó để nó biết nó nằm cấp độ nào. Cúng cái bà đó được trong của quyền cũng mẫu chuyển, chuyển cho cái bà đã nói cho con đó, cũng khiến cũng chuyển. Trong cái của quyền mình điều ai cũng dân lệnh của cha của mẹ. Bà nói bữa đó bà lên phần bà nói như thế này, trong của quyền của bà không ai tu, chỉ chị có chị này. Mà hỏi là tại sao không về trong của quyền của bà đằng đẵng mà phải đi lại nhà của một người khác để lên, mà lại là kêu nhờ con là khai khẩu. Thì bà mới nói là nếu như mà bà lên thì những cái người mà con cháu đó sẽ sinh số á, cho chúng á thì sinh hoài chịu không nổi, mà không cho á, thì nói bà này lên sắc giả kêu riêu bà này thì tội nghiệp bà này. Phải là con chịu cái độc đạo người ta khai khẩu rồi người ta đây nè, để cô nói cho nghe. Thiên tu trong cái của quyền mình á, không phải mà đứa nào cũng là căn tiên. Thí dụ bây giờ con mượn anh em, nhưng mà chỉ có một mình con là căn, thì ở trên dương lệnh của mẹ xuống, bây giờ bà cô mà bà nội nha, bây giờ bà chuyển ngay cái đứa này cho nó trở về với mẫu. Còn nếu nó không căn không có chuyển, nên là ta nhận cái lệnh của mẹ mẫu để xuống thì chuyển cho nó tu nó, chứ không phải như không đâu. Còn trong cái tâm chi của mình nha, nếu mà thí dụ như cô đi 10 anh em đi, mà bây giờ trong của quyền mình tu đắc đạo dương lệnh của cha, ông phải về ông chuyển cái đứa đó, nó có căn chuyển ngay cái đứa đó cho nó tu đặng nó về vậy đó, chứ không phải mà ai người ta cũng chuyển hết. À, vậy là năm hỏi mẫu con bữa nó không cúng, vậy là chứng rồi nha, chị đã chuyển con rồi còn gì nữa hả.
Rồi bữa đó cái ngày giỗ 20 có cái quạt mày hút ra chuyện hút vô đó. Giật cái chắc gì là hút vô đứa có hai chiều đó cái quạt hút á là có người cô cũng nhẹ ừ. Con ha ừ. Đó là chuyển cho con tu chuyển cho con tu tôi dân lệnh của mẹ tu rồi bà theo bác hộ bà này tu ừ. Cô hai đó cô bà chỉ đừng bảo là cô chứ mà không nói bà cô mấy ừ. Vì trong cũng trong cái họ mình là dân lệnh của mẹ cái chừng nãy giờ quạt không vô không đó. Nên là mới nó mới cay vậy đó cái gì cay dữ vậy anh nhang đó để cô ghê lại cô tắt cái cô giật lỡ cái gì không giật rồi giật cái chúng không để tôi gờ gì nè mày đưa cái tay gì nè mới biết khi đó mình dán cái bài này nè bây giờ mình theo thầy thì mình cứ đập y cái bài của thầy xong rồi cô muốn tụng kinh gì cô cho con kinh mẫu có Quan Âm có kinh Di Đà có mình cúng bài của thầy hai thời rồi hen từ 12 giờ khuya con cúng thêm đó con cũng đọc cái bài cúng của thầy luôn xong rồi mình muốn đọc thêm cái gì đó mình đọc được coi con sợ con đọc đó nay con trẻ nguyện cầu về Thượng Đế cái này ai viết cho con tự viết chuyển quay linh ứng huệ bút thành cầu cha mẹ chứng kiến chứng minh con trẻ thành tâm rồi nghe tôi cho mày cúng kinh mẫu mày đọc cho nó ngon lành mày viết chi kinh mẫu nè kinh Quan Âm nè kinh Phật Di Đà nè kinh của nữ quan con định cầu xin cha mẹ cho tất cả chúng sanh đó trong cuốn kinh có luôn vậy hả ừ. Có đầy đủ hết luôn vậy đó chị xin cô năm thỉnh cuốn đi chứ chị đây viết kiểu này chết chứ này sao mà mày đọc cho ra ở cô năm mà mình ngồi thiền đó mình cầu cha mẹ để gì để che chở để con tập cho cô năm nghe rồi cô năm nhận ra nay con trẻ nguyện cầu về Thượng Đế chuyển quay linh đứng huệ thức thành cầu cha chứng kiến chứng minh trẻ dạy thành tâm nguyện cầu sắp có cuộc tai âu nhìn thế chúng con cầu cha mẹ chở che để dắt con thoát đúng là gốc mẫu thiệt để cầu cha mẹ trong ngày long qua khỏi chằn lắm nỗi xót xa chúng con nguyện thoát qua khổ sầu cầu đức Phật Ma Ha Bồ Tát cứu vớt cho nhân loại màn này được về chầu Phật đủ đầy độ cho gia quyến sinh về cùng con cúi đầu lại Phật xót thương độ cho bá tánh xa gần hồi quy chúng con là hạt ngọc vô vi nguyện cầu chư Phật chính chi con thiền cũng được nhưng mà rồi con lại 108 lại thì cái bài này thì nghe cũng được nhưng mà cô cho con cái bài này đó. Mẫu dán xuống mẫu dán trần mẫu viết ra bài kinh kệ này luôn ừ. Kinh của mẫu dán xuống mẫu viết hai cuốn kinh đó thì bây giờ con đọc trong này đầy đủ ý nghĩa luôn cái này thì cũng được cái này là giống như là con nghĩ là không con nghĩ là đọc cái này nó mau hơn tại vì con cũng đọc hơi thuộc rồi đọc cũng năm cho nhiều quá con đọc cũng kẹt đâu có là cái này là chị tự suy nghĩ hả hả chị suy nghĩ chị tự suy nghĩ chị viết hả thì cũng học theo cũng như có duyên nhau học theo học thì phải đọc kinh nào mà chính xác có nghĩa là chị nghĩ sao nói chung là chị này nè đây nè kinh của mẫu đó sao là chị con đọc chị, đó là mẫu mới ứng linh xuống cho con cũng như mẫu dán xuống mẫu viết ra cuốn kinh đó rồi con đọc viết ra con đọc kinh đó đó là kinh mẫu đây nè con có thời gian ngày nào con cũng đọc hồi đó hồi cô chưa làm thầy đó là ngày nào cô cũng đọc chứ không cần đợi tới cái ngày cúng mẫu ngày thường cô đọc luôn đọc kinh Di Đà này kinh mẫu này kinh Quan Âm nè là ngày thường là cô đọc ba cuốn kinh đó mỗi ngày mỗi đọc luôn rồi sau này bây giờ tại vì cô lên đây cô làm thầy bận rộn đó bận rộn rồi nên cô mới
một tháng cô mới cúng ba lần, cô mới đọc có ba lần thôi, cho đó ngày nào cũng đọc hết trơn á. Thì cái căn bên mẫu rồi, thì bây giờ thỉnh cúng kinh mẫu. Ngồi nhiều lúc con nhắm mắt cái con mơ mơ màng màng, ngủ nó được ngủ cái là con mở mắt cái tiếng được cho nó đừng có ngủ. Mình cũng có mà làm dáng cố gắng lúc nhắm mắt ngủ. Mở mắt ra gì nè. Là không tưởng nhớ cái gì hết. Ừ. Gán trì niệm, không tưởng nhớ gì hết. Dạ. Cho cái tâm đừng phóng. Chừng nào cái tâm mình nó định được rồi đi là mình lúc đó mình cũng đỡ rồi đó. Ha. Là gán đi đọc cuốn kinh có mẫu đi. Ờ năm con còn con gặp con gì đó rồi. Cái chuyện vợ chồng phải không? Dạ. Đâu có sao, tại vì trước khi á mình chưa tu thì mình có chồng không muốn, nhưng mà cái đó là cái nghiệp cái duyên mình cũng trả cho xong. Ông quậy con á, con nói năm gì con không cho cái kia, ông quậy con. Đúng rồi, cái nghiệp mình gieo bây giờ mình phải trả vừa tu, đâu có sao. Con của chị có căng không con ơi? Hả? Con trai của chị có căng không, mà cái chỗ này của nó chính giữa là nó có cái chánh đỏ, nó nói là ông khẩu chánh cho nó. Có thấy đâu nữa, nó có hình. Đây nè, cô nói gì nè, cái chuyện vợ chồng không có sao, nhưng mà chuyện nào chồng mình nó bắt mãn nó chán nản thì mình mới, còn nó đương mấy mà con là con tu mà con không cho cái đó, đó là nó quậy lên sao con tu được, quậy lên sao con nhịn được. Chị cứ sinh hoạt bình thường ấy, mà chị đừng có xem con nhịn được rồi cái sáng cái chả chuyện hôm vậy con làm gì nè, nhậu vô gì quậy nó cái gì đó. Còn mới nói đi kiếm thì đi kiếm cái trả điện, người này trả điện cũng như trả cũng điện cái cô kia trả kiếm à. Mà con suy nghĩ với nè, ổng có đi ổng kiếm chứ ổng người ta ngoài đời thì nói chung là kiếm đi nữa người ta cũng có tiền bạc, người ta mới ơn ổng, nhiều lúc ổng tiền ai ơn ổng, con nghĩ vậy đó. Cái về á là cái vợ chồng tùy duyên, con không có mà bắt buộc người ta. Thì chừng nào đến hết cái duyên mà đến mẹ mà chuyển con gần tự nhiên. Vậy ha. Ừ, con cứ để gì đi, để là chồng cho gia đình chồng vợ được hòa thuận, đang làm ăn rồi có tiền mình ăn mình tu, rồi chừng nào đến hết cái duyên đó tự nhiên. Dạ. Đến cái duyên mà hết duyên rồi ha, hoặc là chuyển được ấy, tự nhiên mẹ chuyển. Cái người ta không có nói năng gì, ta không có gầy lai. Nói gì? Còn bây giờ mình con còn trẻ gì, rồi con không cho nó, rồi mai mốt khi nó nói con đi là đồng bậy bạ nữa, nó mình mang tiếng nữa, nó vậy đó. Cứ tùy duyên, chừng nào ở trên sắp đặt cho mình hết cái đó thì mình được. Cũng như cô bây giờ đã đó, ở trên cắt rồi đó, giờ ai muốn gì cũng không được. Thì lúc đó đó, bây giờ con còn đang tu, con còn đang tu tại gia à, chừng nào mà đến mà mẹ chuyển rồi hay muốn cho con chăm sạch rồi hay. Ở trên cái chán của con xe ra coi, trên cái chán được cái bông này. Cái bông này mà không phải có bông sen nè, bông ngộ. Trong lòng bàn tay của con đó mà là nó sẽ có cái bông sen của nó. Ừ. Con muốn như sao? Ở trên cái trán con cái bông mai nào mà bút nó nở đưa đưa lên thì nè. Nó đưa lên nhìn năm cái bàn tay đó. Nhưng mà trong rõ ràng luôn. Nhìn cái trán. Thì con có tu sâu đậm đó. Ừ. Bây giờ mấy anh mặc ra nguyên nhà em không ai có luôn đó, chị gái thứ ba của em là cái chị tài chàng gì đó, chị ừ. Còn mọi người nói em cái bàn tay này gọi là bàn tay bằng gờ tắm hối luôn. Ừ, con tụng hàng ngày đi mẫu xuống điển từ từ con sáng rồi. Ủa con hỏi con năm này nhiều lúc chúng sanh còn mơ lại hỏi có nhớ từng cha từng mẹ gì, cái sau này họ được sống mọi lúc dân
những người đó sau này không biết thì không sao, mà tu hành tinh tấn hiền lành, không có sao. Người ta nói nếu mà không tin thì để trong bụng mà nói ra là phạm, nói ra là phạm đó, phạm luật thiên đình đó, chứ không phải nói không. Con biết không, những người mình tu theo thầy, tu theo đạo Phật giáo hòa hảo của mình mà mình không có tin tưởng thì thôi, cũng ai tu gì sao tu, đừng nói, mà nói là phạm luật sau này cha cũng chảm luôn, không nói gì hết thì được. Mà nói ra nè, là ông là tu theo cha mẹ này dị đoan ma tính tà đạo này, là người đi sau này tiêu. Còn kệ, người ta đạo hòa hảo, người ta không tin tưởng thì cũng để trong bụng đi, đừng nói gì hết, cứ tu theo thầy, y theo thầy dạy thì cũng được, không có sao. Nhưng mà đừng nói là mày theo là ông này bà kia là cha mẹ gì, không có cha có mẹ là không được. Đáng vậy đó. Năm mấy ngày về không để gạn táo không đốt lên được hết. Đốt còn chưa xong, để đừng để ông táo, để ông này xong. Bất cứ giấy gì mình ghi chữ. Giấy gì cũng gì. Đốt ở ngoài không có đốt ông táo. Chỉ thùng với đồ đốt được, còn giấy có chữ là đốt ngoài. Hả? Bây giờ là cái một chuyện của ông tự nhiên để thánh đó là cũng như Đức Ngọc Hoàng là ghi mà Đức Phật Đức Ngọc Hoàng cha là ghi nghe Đức Ngọc Hoàng ghi là... Đức Ngọc Hoàng là cha đó, cha Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, Ngọc Hoàng Đại Đế có một âm một thôi. Mình kêu cha Ngọc Hoàng, kêu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có âm một âm mà. Ổng là có một mình ổng ông vua trên trời thôi chứ có ai nữa đâu. Cúng ngày Nhí Mẫu là có 18 tháng 10 ngày nào nữa cô Nam ha? Trong một tháng đó, mùng 8, 18, 28. Mùng 8 nữa hả? Mùng 8, 18, 28, tháng 3 ngày. Mà tháng gì? Tháng nào cũng vậy. Tháng nào cũng vậy. Còn cái tháng 10 đó là ngày 18 tháng 10 là ngày đại lễ, cái ngày đó là mẹ giáng trần. Mẹ xuống đó mẹ mới ra cơ bút này nè. Nhá mới. Là ngày đại lễ. 8/28 nha. Bữa nay là cái ngày nay là ngày cái ngày cúng bà ở bên ngày mẹ của Đức Thầy, mẹ của Phật Thầy lớn lắm. Ngồi thì thường thường ngồi để cái giá lên trước hay là phải không anh? Phải. Để phải lên trước hả? Ừ. Vậy hả? Ừ. Bắt đầu cái tay em để lên. Ừ. Để phải để trên. Phải để lên. Giọt hãy để lên, vậy là hãy để lên. Vậy đó. Đó, con không biết, trái không mà bởi vì con biết. Ngày nay đó là ngày, cái ngày đại lễ, cái ngày là vía của Phật Mẫu đó. Phật Mẫu, Đức Phật Mẫu nghe, chứ không phải Phật Mẫu Dư Trì nghe. Là cha, là mẹ của Phật Thầy Tan đó. Tại cầu Cá Nai đó, bên này lớn lắm nè. Mà cô mắc lên đây xa, cô không đi được đó. Mày biết là mày đi ở đó gần, mà xa cũng xa. Cá Nai. Không? Ở dưới Cà Nai á, ở Cà Nai là ngang Long Xuyên Bắc An Hòa đi qua đó. Còn ngày này lớn lắm. Xa quá. Cái gì? Ngày lễ. Phật Thầy Mẫu con trước mặt ha. Là mẹ của Phật Thầy. Mẹ của Phật Thầy ở cầu Cà Nai. Dạ. Cầu Cà Nai đi chứ. Cái lúc mà con mới có 19 tuổi á, về đó người ta kêu là đến cái bà công chúa Ngọc Hân là tên và công bá là công chúa, nhưng mà đời của ông Nguyễn Huệ đó là cha của Phật Thầy đó, là lên ngôi là lấy danh hiệu là Quang Trung đó, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đó với bà Ngọc Hân công chúa. Đó nên là Phật Thầy đó, ông Phật Thầy nghe chứ không phải Đức Thầy nè. Con quá hay. Thì trong cái nước mà ông về Đồng Hơn á, thì người ta chỉ là về mẫu ở cái Nai á. Cầu Cá Nai đi vô đó. Bên này lớn lắm, bển gần hủ tổ vô cúng luôn á. Ngay chăng ngày nay nè, mà cô mất gì cũng đi được nè. Nên năm tới mình có đi là mình đi ngày 28.
em nói chung là khi mà cái thái đạo đi xuống đó, cái đạo người ta kêu là thôi bây giờ dừng lại 15 phút cho em đi ra giếng, nhưng mà cái đạo người ta không chịu, người ta đòi vui lòng ra liền. Là em cũng chưa có cái cơ hội, em đã đi đến đó rồi nhưng mà em chưa có cái cơ hội để em làm hỏi mất nghe mà. Mọi chiếc xăng đó, mọi chiếc xăng đó. Mọi người xăng đó. Rồi tắt đi, tắt mình nghỉ chút, còn lát thì mình nó tắt.